Video này chúng ta sẽ cùng nhau hoàn thiện các thành phần còn lại trong bài này. Đầu tiên tôi sẽ làm cho đối tượng này trông thật hơn bằng cách các bạn chọn một màu xám ở phần dưới này. Rồi, ok. Sau khi chọn màu rồi, các bạn tạo một layer mới cho tôi. Nhấn Ctrl Shift N hoặc là bấm biểu tượng này. Sau khi tạo xong, các bạn về công cụ Brush chọn nét cọ mềm và nét tương đối vừa phải thôi. Các bạn để 100%. Bây giờ chúng ta cùng nhau tô. Các bạn chú ý rằng mình tô ở vị trí ở đây. Đó, tô chạy theo luôn. Chúng ta lần lượt tô hết các vùng này. Các bạn chú ý chúng ta tô rất chính xác. Tuy không cần độ chính xác cao lắm nhưng mà cũng đừng lem ra ngoài. Tô lần lượt hết các đối tượng này. Và sau khi tô xong, các bạn đứng ở layer trên và chọn kênh hòa trộn overlay để tạo độ thật hơn cho đối tượng chúng ta. Và tôi giảm đối tượng này xuống opacity khoảng 65%. Mục đích chúng ta tạo độ nhòe mờ và hòa nhập của đối tượng này. Nếu như các bạn thấy chưa độ nắp, chúng ta có thể giảm tiếp xuống cho vừa phải thôi. Tôi để khoảng 55%. Enter. Các bạn thấy rằng có những phần lem ra ngoài, chúng ta sẽ khử nó sau. Với đối tượng lem ra ngoài này, tôi ứng ở layer này và vào phần filter. Các bạn chọn phần blur và xử lý bằng phần Gaussian blur này. Ở đây tôi có thể tăng giảm nhẹ thôi, bằng không này các bạn. Ở đây tôi cho bằng khoảng 3 thôi, cho nhòe mờ trông dễ chịu hơn. Ok, các bạn nhấn V trên bàn phím đóng lại để thật hơn với đối tượng này. Những phần này có thể các bạn sẽ phải tẩy đi nếu như chúng ta muốn. Ở đây tôi chọn đối tượng này và Add Layer Mask. Về phím B trên bàn phím chọn Brush và cường độ mờ nhòe tôi cho khoảng 20% thôi. Và chúng ta tẩy đối tượng này đi nhẹ nhẹ thôi, đừng để nó quá đậm, đậm sẽ không đẹp. Và tiếp tục phần này, mình chỉ nhấn nhá vừa phải mà thôi. Cái phần trên tóc này cũng vậy. Khi các bạn tẩy thì đối tượng đây sẽ hiển thị. Sau khi tẩy sơ sơ xong, tôi thấy tương đối hợp lý rồi. Bây giờ các bạn nhấn Ctrl O trên bàn phím và mở cái texture metal này lên, open lên. Sau khi mở lên, các bạn nhấn phím V chọn về đối tượng này, giữ chặt chuột trái kéo và thả qua đây. Chúng ta có thể gõ số 5 trên bàn phím để giảm opacity. Tôi sẽ hòa trộn các texture này với đối tượng này. Các bạn chọn vị trí nào sao cho các đối tượng texture nó ấn tượng, nó dính vào những phần này thì đẹp hợp lý nhất. Ví dụ tôi chọn vị trí này. Bây giờ tôi nhấn Ctrl trỏ vào đối tượng chúng ta ở đây, màu vàng vàng đó. Sau đó các bạn nhấn Ctrl Shift Y đạo vào vùng chọn, đứng ở layer trên cùng, nhấn phím Delete trên bàn phím, nhấn Ctrl D bỏ chọn. Các bạn thấy ngay rằng đối tượng của chúng ta đã hòa nhập với thành phần này rồi. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau trộn kênh sao cho hợp lý nhất mà thôi. Để chọn kênh màu hợp lý nhất để trộn, các bạn chọn vào phần này, đứng ở layer trên, chúng ta chọn Hotline. Thì thấy rằng các đối tượng của chúng ta hòa trộn trông rất hợp lý và khá là đẹp. Nếu muốn kênh hòa trộn nhiều hơn, chúng ta có thể nhấn Ctrl Z trên bàn phím để trộn nhiều hơn nữa. Nhấn Ctrl Z đậm hơn một chút, đúng không các bạn? Và tôi có thể giảm opacity. Còn nếu không muốn, chúng ta có thể dùng một lớp mà thôi, trông cũng hợp lý rồi. Tôi xóa một lớp đi. Còn nếu bạn nào muốn đậm đà hơn, chúng ta có thể nhân bản lên nhiều lớp. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xử lý đối tượng còn lại. Bây giờ để đối tượng mặt nạ trang trí này hòa nhập hơn với tấm hình chúng ta, tôi chọn phần màu xám bên dưới này, các bạn nhấn Ctrl Z trên màn tím để nhân bản thành lớp nữa cho đậm đà hơn. Và để nhẹ nhàng hơn, các bạn vào filter blur và chọn Gaussian blur. Ở đây tôi tăng khoảng bằng 65 cho nhòe ra và nó hòa trộn với đối tượng chúng ta hơn. Tôi ok. Bây giờ các bạn có thể nhấn tổ hợp phím Ctrl Alt Shift E để gom tất cả đối tượng này thành một layer
copy ở trên cùng. Tôi nhấn này, chúng ta có một layer này, nó hoàn toàn không ảnh hưởng đến các layer dưới, giúp chúng ta còn có thể tùy chỉnh các layer dưới được. Sau khi có đối tượng này rồi, tôi sẽ nhấn nhá các vùng sáng tối lên sao cho hợp lý nhất. Đầu tiên các bạn về công cụ brush và chọn màu bên trên này là màu trắng. Ok, cho nét brush lớn xíu và cường độ opacity 100%. Tôi giữ chặt chuột trái vị trí này, sau đó tôi giữ phím shift bấm vào đây, chúng ta một đường thẳng, được không các bạn? Bây giờ chúng ta vào kênh filter blur và chọn Gaussian blur. Tôi scan ra, chúng ta đã chọn nhầm layer rồi. Tôi nhấn Ctrl Z lại các bạn. Các bạn nhấn Ctrl Alt Z để Ctrl Z được nhiều lần. Trước khi tôi chọn phần trắng này, các bạn nên tạo layer mới. Bấm vị trí thứ nhất, giữ Shift bấm vị trí thứ hai. Bây giờ chúng ta mới làm mềm. Tôi chọn Gaussian blur và đây cho khoảng bằng 50, tương đối nhẹ, 40 thôi. Bây giờ chúng ta ok, các bạn có thể hòa trộn dạng spotlight hoặc là opacity cho sáng lên, trông có vẻ như vùng mũi của chúng ta trông cao hơn. Nếu nó hơi lệch, chúng ta hãy nhấn phím V và di chuyển trực tiếp vùng này, ta cho vào chính giữa. Rất dễ phải các bạn. Nếu như để thế này, chúng ta thấy rằng nó tương đối cứng, các bạn add cho một layer mask và chọn brush trên màu đen và cường độ nhẹ nhàng thôi. Cho nét lớn lên và tôi tẩy nhẹ phần trên này. Rất dễ dàng phải các bạn, tôi tẩy nhẹ này. Đó. Và ở phần này chúng ta cũng nên cho đen một chút xíu. Tôi cũng tương tự chọn brush và chọn đây là màu đen. Tôi tạo layer mới và cho nét nhỏ lại. Chúng ta cùng nhau vẽ đối tượng này. Tôi chọn và vẽ vùng này. Đây là màu trắng, tôi chọn màu đen. Cường độ tôi cho 100%. Đó. Sau khi được rồi, tôi làm điều tương tự vào filter blur và chọn phần Gaussian blur. Đó, ok. Và chúng ta có thể hòa trộn một vài trong những vị trí này. Tôi có thể chọn spotlight nhẹ nhàng thôi và giảm opacity đi. Trong hình chúng ta muốn của đối tượng trông cao hơn. Tôi enter kết thúc. Tôi nhấn phím V trên bàn phím. Để hình của các bạn có nhiều sự lựa chọn hơn nữa, tôi tiếp tục nhấn Ctrl Alt Tab Shift E. Bây giờ chúng ta có thể sử dụng những kênh màu này để hòa trộn. Đầu tiên các bạn có thể chọn Restoration để chuyển kênh. Tùy theo mình thích kênh nào thì mình chọn kênh đó. Còn nếu không, tôi không dùng cách này, tôi xóa đi. Và tôi chọn phần Color Lookup. Và bây giờ tôi chọn một vài kiểu tùy chọn có sẵn ở đây, blend màu. Ví dụ như chip. Rồi, các kiểu tùy chọn. Nếu các bạn muốn thì trong đối tượng chúng ta trông hòa trộn hợp lý hơn rất nhiều. Ví dụ như vậy. Tôi có thể xóa đi, tôi không dùng. Trên đây là một trong những cách để chúng ta tạo đối tượng này trông ấn tượng hơn. Còn về cơ bản, các bước của chúng ta đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong bài sau.